Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Shalom, xin chào, bình an trở tại quyên bài cho em ở trong danh Chúa Jesus Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang ở trong những ngày chuẩn bị cho lễ Giáng sinh ở trong tháng 12 này. Và khắp mọi nơi cũng đang nô nức để chào đón một cái bầu không khí rất là tuyệt vời, rất là huyền nhiệm của đêm Giáng sinh. Sự kiện Chúa Giêsu ngày Giáng sinh đó là một sự kiện rất là quan trọng ở trong lịch sử loài người, bởi vì chính nhờ sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh mà dòng lịch sử của nhân loại đã được chia đôi. Trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh được gọi là trước Công nguyên và sau khi Chúa Giêsu ngày Giáng sinh được gọi là sau Công nguyên. Và chúng ta đang ở trong năm 2022 sau khi Chúa Giêsu Christ ngày được Giáng sinh. Và Chúa Giêsu ngày là nhân vật chính, là trung tâm của lễ Giáng sinh. Cảm ơn Chúa, ngài không phải chỉ là một nhân vật lịch sử mà thôi, thưa quý mài chèm, nhưng mà ngài cũng đang sống ở trong hội thánh của ngài. Ban đầu Chúa Giêsu ngài đến thế gian này với hình hài của một hài nhi nhỏ bé ở trong chuồng chiên máng cỏ tại Bethlehem. Nhưng mà chúng ta biết rằng là khi mà Chúa Giêsu Christ ngài tái lâm hay là ngài trở lại thì ngài không phải là một hài nhi nhỏ bé nữa quý mài chèm, nhưng mà ngài sẽ là hình ảnh của một vị vua. Ngài sẽ trở lại với vương quyền của ngài để cai trị ở trên đất này, thưa quý mài chèm. Cảm ơn Chúa, do đó chúng ta có một lý do rất là tuyệt vời theo lời của Chúa để chúng ta được khoe mình và trông cậy nơi Chúa. Thường thì trong lễ Giáng sinh người ta hay chia sẻ những sứ điệp liên quan đến chuồng chiên máng cỏ và tập chú về Chúa Giêsu. Nhưng mà buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một nhân vật ít được quan tâm ở trong lễ Giáng sinh. Và nhân vật này cũng có một cái vai trò rất là quan trọng không kém bên cạnh Mary là mẹ phần xác của Chúa Giêsu. Đó chính là Joseph. Tôi xin trân trọng kính mời quý thánh cùng nhau mở ra với tôi ở trong sách Matthew đoạn số 1. Chúng ta sẽ thấy được khởi đầu của Tân Ước sẽ bắt đầu với một câu chuyện Chúa Giêsu ngày Giáng sinh qua sự thăm viếng của một thiên sứ đối với lại một nhân vật tên là Joseph. Tôi xin được phép đọc lời của Chúa ở trong Matthew đoạn 1 từ câu 18 cho đến câu số 25. Và sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, song không hề ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giêsu. Buổi sáng nay thì tôi sẽ được phép chia sẻ về một cái chủ đề, đó là giải nghĩa chiêm bao. Thưa quý mài chị em, qua phân đoạn thánh này chúng ta thấy được là trước khi mà Chúa Giêsu ngày được sinh ra thì nó đã xảy ra một cái câu chuyện khá là éo le. Đó là có một cặp vợ chồng, họ đã đính hôn với nhau rồi, họ đã chính thức là vợ chồng với nhau rồi, nhưng mà đang khi chờ đợi để mà nàng dâu này về nhà với chồng thì thình lình nàng dâu này lại xuất hiện một cái chuyện ngoài mong muốn, đó là mình có thai. Và chàng rể đang suy ngẫm về cái việc này, không biết là cái thai đó là của ai, bởi vì chính bản thân mình chưa có ăn ở cùng với nàng. Và đến khi mà cặp đôi này gặp cái chuyện rất là khó xử như thế này thì Đức Chúa Trời ngài đã sai thiên sứ ngài đến để can thiệp và thuyết phục cho chàng rể rồi biết rằng là bào thai đó đến từ Đức Chúa Trời. Chàng rể tên là Joseph và nàng dâu tên là Mary. Chúng ta biết rằng là phong tục của người Do Thái, họ cưới không giống như là ngày hôm nay những đôi bạn trẻ, họ cưới rất là nhanh, không có phải qua tiến trình thủ tục gì cả. Người Do Thái họ cưới nhau theo cái phong tục nó có hai bước. Thứ nhất đó là đính hôn. Khi mà đính hôn thì họ sẽ có một cái thỏa thuận với nhau và hai bên trao gửi những cái lời thề hứa, hứa nguyện với nhau. Chàng rể sẽ hứa thế này, rồi nàng dâu thì cũng sẽ hứa bên cạnh, và họ cùng nhau ký kết vào trong một cái giao ước hôn nhân gọi là Ketubah. Và có sự chứng kiến của gia đình nhà trai và cũng như có sự chứng kiến của gia đình nhà gái. Và sau 12 tháng thì họ mới thật sự
được trở thành một vợ một chồng chung một mái nhà. À, tức là khi mà họ đã hứa nguyện với nhau trong lễ đính hôn thì họ đã chính thức là vợ là chồng với nhau. Nhưng mà họ không ở cùng với nhau liền. Nhưng mà nhà trai họ sẽ rước dâu sau 12 tháng. Đây là phong tục của người Do Thái. Và khi họ rước dâu thì họ rước vào ban đêm chứ không rước vào ban ngày như người Việt Nam của chúng ta. Đôi khi nếu mà người Việt Nam của chúng ta mà rước dâu rước mà ban đêm đó quý vị, thì người ta sẽ nghĩ xấu rằng không biết là nàng dâu có vấn đề gì hay không. Nhưng mà đối với người Do Thái thì họ rước dâu vào lúc nửa đêm, bởi vì họ muốn kiểm tra rằng là nàng dâu này có chung thủy với chàng rể hay không. Và chúng ta trở lại với câu chuyện này, chúng ta thấy rằng là khi mà Joseph đang suy gẫm về việc này, không biết là vợ của mình là Mary đã ở với ai mà lại có thai như vậy, thì thình lình có một thiên sứ của Đức Chúa Trời đã xuất hiện và cho ông biết được cái việc đó là việc đến từ Đức Chúa Trời ở trong chiêm bao. Câu hỏi đặt ra ở đây đó là làm thế nào mà Joseph biết rằng đó chính là một thiên sứ đến từ Đức Chúa Trời? Làm thế nào mà Joseph biết rằng là chiêm bao đó đến từ Đức Chúa Trời? Ngày hôm nay có nhiều người họ nằm mơ rồi họ không biết rằng là chiêm bao đó là đến từ đâu. Có người nhận được chiêm bao đến từ Chúa mà cũng không biết rằng là đến từ Chúa hay không. Hoặc là có người nằm chiêm bao thấy ma, thấy quỷ, rồi thấy số đề, thấy cái này, thấy cái kia, rồi cứ nghĩ rằng là đã Chúa ban cho. Và sứ điệp này sẽ cho chúng ta thấy được là có những cái nguồn gốc của chiêm bao. Trước hết thì chúng ta biết rằng là một trong những vấn đề bí ẩn của nhân loại cho đến ngày hôm nay vẫn chưa được giải đáp, đó là chiêm bao và những ý nghĩa của nó. Từ thời thượng cổ thì con người đã cố gắng phân tích và tiên đoán những giấc mộng cũng như giải thích theo những nghĩa của tâm lý học. Nhưng mà cho đến gần đây, với một vài thành công và tiến bộ trong lĩnh vực nghiên cứu chiêm bao mang tính khoa học ở mức độ nhất định, thì người ta vẫn chưa tìm ra một cái giải pháp thỏa đáng cho vấn đề khúc mắc chiêm bao là gì. Kinh Thánh là quyển sách chứa đựng đầy đủ và trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho con người chúng ta. Bất cứ khi nào chúng ta muốn tìm biết về ý muốn của Chúa cho đời sống và hoàn cảnh của mình, thì chúng ta hãy đến với Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời để biết ý muốn của Ngài. Nhưng mà trong một số trường hợp đặc biệt, Đức Chúa Trời lại sử dụng giấc mơ và chiêm bao như là một trong những phương tiện và cách thức mà Đức Chúa Trời qua đó Ngài có thể giao tiếp với con người. Và chúng ta biết rằng là trong những ngày sau rốt thì Đức Chúa Trời Ngài cũng sẽ đổ thân của Ngài đầy dẫy ở trên mọi loài xác thịt. Con trai và con gái đều sẽ nói lời tiên tri và những người già cả sẽ thấy chiêm bao. Vậy thì chiêm bao cũng là một trong những cách mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ tiếp xúc và Ngài sẽ bày tỏ ra ý muốn của Ngài cho chúng ta trong giấc ngủ. Và trong cái câu chuyện của Joseph ở đây, chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời Ngài đã sử dụng chiêm bao để bày tỏ ý muốn của Ngài trong việc Mary sẽ hạ sinh ra Đức Chúa Giêsu. Làm thế nào để chúng ta, để Joseph có thể biết rằng là chiêm bao này đến từ Đức Chúa Trời? Thứ nhất, chiêm bao đến từ Đức Chúa Trời sẽ luôn mang đến sự gây dựng, khích lệ, bình an. Chúng thấy rằng là đang khi mà Joseph không biết là mình phải tiếp nhận Mary hay là từ bỏ Mary, thì Chúa ban cho một cái chiêm bao. Trong chiêm bao đó, Joseph đã nhận được sự mặc khải và có sự bình an để tiếp tục mối quan hệ đó cùng với Mary. Thứ hai, chiêm bao đến từ Đức Chúa Trời nó sẽ hướng con người về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và có sự dạy dỗ phù hợp với lời của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy rằng là Joseph đã thấy được thiên sứ của Chúa và ông đã nhận được những lời tiên tri cho con trẻ mà Mary đang chịu thai. Joseph đã nghe thiên sứ đã trích dẫn những lời tiên tri đó ở trong sách Ê-sai đoạn thứ 7 câu 14, nói về một trinh nữ sẽ chịu thai và sanh ra một con trai tên là Emmanuel. Vậy thì chúng ta thấy rằng là chiêm bao đến từ Chúa nó sẽ phù hợp với lời của Đức Chúa Trời. Bất cứ một chiêm bao nào mà nó không phù hợp với lời của Chúa hoặc là nó vượt quá cái lời của Chúa là lời có thẩm quyền, thì chúng ta biết rằng là nó đến từ ma quỷ. Vậy thì chiêm bao đến từ Đức Chúa Trời có những mục đích như sau. Có 7 mục đích mà Đức Chúa Trời Ngài muốn hoàn thành qua những giấc chiêm bao. Trước hết thì chúng ta cùng nhau mở ra ở trong sách Gióp đoạn 14 và sách Gióp đoạn 33 câu 14 cho đến câu 18. Tôi xin đọc ở trong bản hiệu đính năm 2010 như thế này. Đây là lời của Elihu. Vì Đức Chúa Trời phán dạy cách này hay cách khác, nhưng con người không để ý đến. Có thể trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, khi đang say giấc trên giường mình, bây giờ Ngài mở tai cho loài người, niêm phong những lời giáo huấn để kéo loài người khỏi điều họ toan làm và giữ họ khỏi thói kiêu căng, để cứu linh hồn họ khỏi vực thẳm và mạng sống họ khỏi gươm dao. Như vậy thì chúng ta thấy được ở trong lời của Chúa ở đây có những mục đích mà Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta qua chiêm bao. Đôi khi trong cuộc sống quá bận rộn, chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta nghe được lời của Chúa, nghe được sự dạy dỗ của Chúa.
Thì khi chúng ta nằm xuống, Đức Chúa Trời Ngài lúc đó Ngài sẽ bày tỏ những sự mặc khải, những sự khải thị đến cho chúng ta trong chiếc bao. Mục đích thứ nhất ở trong câu thánh này chúng ta thấy rằng là đó là kéo loài người khỏi điều họ tăng làm. Mục đích của chiêm bao đó là kéo loài người khỏi điều họ toàn làm. Có những cái điều mà con người chúng ta mình không hiểu biết, hoặc là mình không biết được cái bản chất của sự việc nó là như thế nào. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta thấy được chiêm bao để ngăn chúng ta khỏi những cái điều mà chúng ta dự định làm. Một trong những ví dụ này đó là Đức Chúa Trời Ngài đã phán với vua Abimelech ở trong Sáng Thế Ký đoạn 20. Khi mà Abimelech đã lấy vợ của Abraham là bà Sarah về làm vợ của mình, bởi vì Abraham nói với lại mọi người ở trong xứ đó rằng là đây là em gái của tôi. Ông sợ bị người khác giết vì cớ vợ mình quá đẹp, cho nên là ông đã nói rằng là đây là em gái của tôi. Cho nên vua Abimelech vì cớ đó đã đem Sarah về làm vợ của mình. Và Đức Chúa Trời Ngài đã hiện ra trong chiêm bao để ngăn trở Abimelech. Ngươi sẽ chết bởi vì ngươi đã lấy cái người nữ đó là người đã có chồng, và chồng đó là tiên tri. Và Chúa Ngài đã ngăn trở Abimelech không có phạm tội với Đức Chúa Trời. Và Chúa đã vạch trần cái chân tướng của sự việc, đó là Sarah là vợ của Abraham. Thưa quý bà chị em, có những cái điều mà chúng ta không biết được nó thật hư như thế nào, thì Đức Chúa Trời Ngài là đấng toàn tri, Ngài biết tất cả mọi sự, Ngài sẽ bày tỏ với chúng ta ở trong chiêm bao. Thứ hai đó là giữ họ khỏi thói kiêu căng. Có đôi khi chúng ta kiêu ngạo và chúng ta cho rằng mình đúng, mình cái quyết định đó nó là đúng, nhưng mà trong chiêm bao Chúa đã cho chúng ta thấy được là cái điều đó nó không đúng. Và chúng ta cần phải đổi hướng, chúng ta cần phải thay đổi cái quyết định của mình, hầu cuộc đời của chúng ta được tiến lên trong ơn của Chúa và được kết quả. Thứ ba đó là cứu linh hồn họ khỏi vực thẳm. Có những khi, có những cái sự việc nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ vực thẳm, đến chỗ phá sản, đến chỗ bệnh tật hoặc là sự chết. Cho nên chiêm bao nó sẽ khiến cho con người của chúng ta có một sự ăn năn và tỉnh thức để chúng ta có thể chuyển hướng và hạ mình xuống cầu xin Chúa Ngài thương xót và cứu vớt chúng ta. Thứ tư đó là cứu mạng sống họ khỏi gươm dao. Một trong những ví dụ của điều này đó chính là Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ cho Pharaoh trong thời của Joseph. Khi mà vua Pharaoh nhìn thấy hai cái chiêm bao, đó là có 7 con bò mập và 7 con bò ốm. 7 con bò ốm nó nuốt 7 con bò mập rất là nhanh. Và có 7 dế lúa chắc và 7 dế lúa lép. 7 dế lúa lép nó đã nuốt 7 dế lúa chắc. Và khi mà ông thức dậy, ông thấy hai cái chiêm bao đó có một cái sự dạy dỗ mà ông không hiểu được rõ ràng sự dạy dỗ đó là gì. Thì Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ cho Joseph về ý nghĩa thật sự của một cái cơn đói kém. Nó sẽ xảy ra sau 7 năm được mùa thì sẽ đến 7 năm đói kém. Vậy thì chúng ta thấy rằng là chiêm bao nó có một cái mục đích, nó có một ý nghĩa đúng không ạ? Đôi khi ngay cả người không tin Chúa họ vẫn nhận được những chiêm bao mà Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ cho. Đó là lý do tại sao mà trong lịch sử nhân loại chúng ta có rất là nhiều vị vua, hoặc là có những người họ có các cái địa vị trong xã hội, họ đã nhận được những sự mặc khải và bày tỏ rất là lạ lùng. Dẫu rằng họ không biết Chúa là ai hết, nhưng mà Chúa Ngài vẫn thương xót và bày tỏ cho. Vua Pharaoh đó là một ví dụ điển hình. Và khi mà Chúa Ngài dùng Joseph để giải mộng, thì qua cái sự giải mộng đó, cái chiêm bao đó trở thành một cái lời tiên tri để cứu cả thế giới thời bây giờ. Vậy thì chúng ta tin rằng là Đức Chúa Trời có thể phán dạy với con người chúng ta qua chiêm bao. Tôi đang nói về nguồn gốc đầu tiên của chiêm bao, đó là đến từ Đức Chúa Trời. Không phải mọi chiêm bao đều đến từ Đức Chúa Trời. Thưa quý bà chị em, không phải mọi chiêm bao đều đến từ Đức Chúa Trời. Cũng giống như là lời tiên tri cũng vậy. Không phải mọi lời tiên tri đều đến từ Đức Chúa Trời đúng không ạ? Tất cả những lời tiên tri chúng ta đều phải xem xét và chúng ta phải phân tích cho cẩn thận, xem có rằng là nó đến từ ý Chúa hay là đến từ ý người. Thì cũng vậy, chiêm bao và khải tượng nó là một chiều kích thứ tư ở trong thánh linh của Chúa. Và nó vận hành giống như là một lời tiên tri. Nhưng mà khác biệt ở chỗ đó là chiêm bao đến từ Đức Chúa Trời khi con người chúng ta ngủ. Còn lời tiên tri và sự mặc khải như là sự hiện thấy hoặc là khải tượng có thể đến từ Chúa đang lúc mà chúng ta còn thức. Thì chiêm bao là những sự bày tỏ đến từ Đức Chúa Trời trong khi con người chúng ta ngủ, thì chúng ta cũng cần phải xem xét coi rằng là thật sự nó có đúng theo Kinh Thánh hay không, nó có phải đến từ Đức Chúa Trời không, mục đích của nó là để tôn cao Đức Chúa Trời, để hoàn thành công việc của Chúa, hay là tôn cao cái bản ngã xác thịt của chúng ta, hoặc là hướng con người của chúng ta về những cái mục đích hư không, hoặc là những cái sự sai trật khác. Rồi mục đích thứ năm của chiêm bao đó là
đem đến sự dạy dỗ hoặc là sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta thấy được Gia-cốp khi mà ông nằm chiêm bao ở tại Bê-tên thì ông thấy có một cái thang đầu thì dưới đất, một cái thang bắt từ dưới đất lên tới tận trời. Và Đức Chúa Trời đã phán với Gia-cốp từ trên đầu thang. Và trên thang đó có thiên sứ đi lên đi xuống. Và có sự mặc khải bày tỏ cho Gia-cốp về đời sống và chức vụ trong tương lai của ông. Ở trong Sáng Ký đoạn 28. Và Joseph là con của Gia-cốp thì ông cũng được thừa hưởng cái sức dầu ở trong lĩnh vực chiêm bao. Joseph là một người có ơn nhận khải tượng và chiêm bao từ nơi Chúa. Và ông đã có cơ hội để phục vụ cho hai vị quan, đó là quan thượng thiện và quan tử chánh ở trong tù. Một buổi sáng nọ khi mà hai vị quan này thức dậy và u sầu ủ rũ, bởi vì trong một đêm cả hai vị quan đều nhìn thấy có chiêm bao. Một người thì nhìn thấy chiêm bao của mình và một người kia nhìn thấy chiêm bao của chính mình. Thì cậy ơn của Chúa, Joseph đã đến giải mộng cho hai vị vua đó, cho hai vị quan đó. Ở trong Sáng Ký đoạn 40 câu 8 chép rằng: chúng tôi có thấy một điềm chiêm bao mà không ai bàn giùm. Joseph rằng: sự ban chiêm bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư? Xin hãy thuật lại điềm chiêm bao của hai quan cho tôi nghe đi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là Joseph nói, nó cái sự ban chiêm bao hay là cái sự giải nghĩa chiêm bao đó là đến từ Đức Chúa Trời, không phải con người, không phải là bởi vì mình thông minh xuất chúng, mình đọc sách nhiều mà mình có thể giải được chiêm bao, nhưng mà là bởi ơn mà Chúa ban cho. Và Joseph ông nhận biết được cái ơn mà Chúa ban cho ông là gì. Ông đã giải thích hai cái chiêm bao đó. Và đúng như vậy thưa quý mài chị em. Sau đó thì một người đã chết và một người được tha và được sống. Và vị quan được tha đó quý mài chị em, thì chính vị quan đó đã đề cử Joseph để giải mộng cho vua Pharaoh sau đó cách đó 2 năm. Vậy thì chúng ta thấy rằng là Chúa Ngài ban chiêm bao cho bất cứ một ai mà Ngài muốn, đúng không ạ? Ngay cả người đó không biết Chúa. Hai vị quan tử chánh và thượng thiện không biết Chúa là ai hết. Vua Pharaoh cũng vậy, không biết Chúa là ai hết. Nhưng mà Chúa vẫn dùng chiêm bao để bày tỏ với họ một cái điều gì đó. Và điều đó nó giống như là một cái món quà bị gói kín. Cho đến khi có một người của Đức Chúa Trời có ơn để giải thích cho họ hiểu được cái chiêm bao, ý nghĩa đó, mục đích là gì. Rồi chúng ta thấy được có vua Salomon cũng đã gặp Đức Chúa Trời trong chiêm bao và cầu xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan. Ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 3 câu 4 cho đến câu 15. Vậy thì qua những câu chuyện này chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời Ngài có thể bày tỏ sự dạy dỗ hoặc là sự mặc khải của Ngài cho ai đó trong hoàn cảnh. Hoặc là báo trước về những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Và mục đích cuối cùng đó chính là đem đến sự gây dựng đức tin và làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Tất cả mọi chiêm bao đến từ Đức Chúa Trời luôn luôn đem đến một sự gây dựng đức tin. Nó không đem đến cái sự hoang mang hoặc là lo lắng sợ hãi bất an cho con người chúng ta. Tôi đã nghe những lời làm chứng rất là đáng lưu ý của nhiều người. Họ nói rằng là: mục sư ơi, mục sư giải thích thế nào khi mà có người nói rằng là họ đã nằm mơ, họ đã nằm chiêm bao và thấy rằng là cái người đó đó là bạn trai hoặc là bạn gái của em, và người đó là người tin kính Chúa. Nhưng mà khi mà em gặp cái người đó thì em cảm thấy không khứng và cảm thấy hai người vẫn chưa có tình cảm với nhau. Nhưng mà người kia khẳng định rằng là chị thấy rõ ràng như vậy, em phải quen với người đó. Nhưng mà cái người này đến gần với cái người kia thì cảm thấy bất an và cảm thấy cả hai không thuộc về nhau. Rồi có trường hợp nằm mơ mà nhìn thấy cái cô gái đó hoặc là cái chàng trai đó là bạn trai hoặc là bạn gái của mình. Thì quý vị sẽ giải thích như thế nào? Đôi khi con người chúng ta vội quyết định qua chiêm bao mà không xem xét kỹ càng rằng là chiêm bao đó có thật sự đến từ nơi Chúa hay không, quý mài chị em. Nó gây ra cái sự hoang mang, tranh luận hay là đem đến cái sự hòa giải, hiệp nhất và bình an. Và chúng ta sẽ nói về trường hợp tiếp theo, đó là những chiêm bao đến từ con người. Ở trong Truyền Đạo đoạn 5 câu 3 chép rằng là: hễ nhiều sự lo lắng ắt sanh ra chiêm bao, còn nhiều lời thì sanh ra sự ngu dại. Truyền Đạo đoạn 5 câu 7 chép rằng là: đâu có chiêm bao vô số và nhiều lời quá, đó cũng có sự hư không nhiều. Song ngươi hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Vậy thì chiêm bao cũng đến từ sự lo lắng của con người chúng ta. Có những đứa trẻ nhỏ khi mà nó còn thức, nó xem phim hoạt hình hoặc là nó có những ấn tượng mạnh. Và khi nó đi ngủ thì nó lại thấy những cái chiêm bao, những ác mộng và nó không ngủ ngon được trong đêm hôm đó. Hoặc là có khi người lớn rồi, chúng ta vẫn bị tác động của tâm lý và chúng ta không thể ngủ ngon được trong những cái đêm mà chúng ta đã trải qua những cái biến cố, những cái kinh nghiệm tổn thương hoặc đau lòng nào đó.
thì đó là do một cái sự tác động về mặt tâm lý. Và khi con người chúng ta càng lo lắng, càng hướng về điều gì thì chiêm bao nó sẽ sản sinh ra. Đó là từ phía con người của chúng ta. Hoặc là do mình thích cái một cái gì đó quá, rồi mình tưởng tượng và mình cho rằng đó là khải tượng của Chúa. Nhưng thật ra đó chính là cái sự tưởng tượng của con người chúng ta. Ở trong Tê-sô-lô-ca thứ nhất đoạn 5 câu 20 cho đến 22 chép rằng là: chớ khinh dễ các lời tiên tri, hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Ở đây Kinh Thánh sứ đồ Phao-lô đang nói về những lời tiên tri, nhưng mà tôi thiết nghĩ rằng là những cái lời này cũng có thể áp dụng cho ngay cả chiêm bao. Không phải tất cả mọi chiêm bao chúng ta đều giữ lấy, và cũng không phải tất cả mọi chiêm bao chúng ta khinh dễ đó. Nhưng mà chúng ta cần phải xem xét cẩn thận, cái điều gì tốt lành thì chúng ta cần phải giữ lấy. Còn cái chiêm bao như là ác mộng, hoặc là có những cái sự không tốt, thì chúng ta phải nhân danh Đức Chúa Christ bẻ gãy nó và không chấp nhận nó. Và chiêm bao khi mà nó xảy ra hai lần thì chúng ta biết rằng là đó là một cái sự chắc chắn Chúa đã định sẵn như vậy. Và có những khi, thưa quý mài chị em, nó chỉ xảy ra có một lần thôi, nhưng mà cả người nhận cũng như cái người nhân vật chính ở trong chiêm bao đó cũng phải vâng theo cái chương trình mà Chúa đã định sẵn. Cách đây 7-8 năm về trước thì tôi đã có một cái chiêm bao. Tôi mơ thấy có một mục sư trẻ, lớn tôi khoảng vài tuổi thôi. Ông mục sư đó lúc bấy giờ là một phó tổng quản nhiệm của một hội thánh. Người này là bạn của ba tôi, cùng học vị Chúa trong cùng hội thánh lúc bấy giờ. Và tôi cũng hay gặp cái người trai trẻ này, bởi vì nhà cũng gần với tôi lúc bấy giờ. Và tôi đã nằm chiêm bao, tôi thấy tôi đã gặp cái người mục sư trẻ này. Lúc bấy giờ tôi vào trong một cái bệnh viện và tôi nhìn thấy người mục sư này mặc áo trắng rất là đẹp. Và trong tâm linh của tôi lúc bấy giờ, tôi cảm nhận là người này là một người thánh, một người không tì vết, không có gì chắc được hết. Và người này rất là hiền lành, nở nụ cười chào đón tôi khi mà tôi bước vào tôi thăm bệnh của người thanh niên này, người mục sư này. Và người mục sư đó nói trong chiêm bao, tôi thấy là người mục sư đó đang bị bệnh và sắp sửa chết. Nhưng mà đối với tôi trong chiêm bao thì tôi thấy rằng là người này là thật sự không có cái gì chê trách được hết. Nhưng mà người này sắp sửa chết vì một cái bệnh nan y. Và thế là sau đó tôi thức dậy và tôi hỏi ba của tôi: ba ơi, cái người mục sư đó bây giờ có bệnh gì không, mà tối hôm qua con mơ thấy, con thấy cái người đó có bệnh, bệnh nặng lắm và sắp sửa chết. Thì ba của tôi đã nói rằng là không, mục sư đó rất là khỏe, không có cái gì lăng tăng về sức khỏe cả. Cảm ơn Chúa rằng là sau đó một thời gian trôi qua, mọi sự đều tốt lành hết, bình an hết. Nhưng mà khoảng 4 năm sau thì tôi đã nhận cái thông tin đó là người mục sư trẻ đó bị bệnh ung thư. Và bệnh rất là nặng, thưa quý bà chị em. Và người mục sư đó đã đến thăm gia đình của chúng tôi, và tôi cũng cầu nguyện cho người mục sư đó. Mục sư đó hỏi tôi rằng là: thế mục sư nhìn thấy trong chiêm bao đó tôi có được chữa lành không? Tôi nói thật rằng là tôi cũng không nhìn thấy gì cả mục sư. Tôi chỉ thấy mục sư trong bệnh viện đó, và tôi chỉ gặp mục sư vậy thôi. Còn chữa lành hay không tôi không biết. Và thế là người mục sư đó cũng nhờ tôi cầu nguyện, và tôi cũng cầu nguyện hết lòng. Nhưng mà tôi cảm ơn Chúa, bởi vì chương trình của Chúa đã định trên đời sống người anh em. Và Chúa đã gọi người anh em đó về. Và người anh em đó đã về với Chúa trong một tâm thái rất là nhẹ nhàng, bình an. Và không phải lo lắng, sợ hãi hoặc là đau đớn gì nhiều cả. Thưa quý bà chị em, có những khi Chúa ngài bày tỏ với chúng ta trước về một cái sự việc nào đó. Và chúng ta đôi khi có thể phớt lờ đi. Nhưng mà chúng ta đừng có coi thường, bởi vì đó là những điều mà Chúa bày tỏ với chúng ta. Có những khi mà tôi nằm mơ và chiêm bao rõ ràng một cái gì đó, thì tôi luôn biết rằng có một sự dạy dỗ nào đó Chúa đã định sẵn ở trong đời sống của mình. Đó là chiêm bao đến từ Đức Chúa Trời, và chiêm bao đến từ sự lo lắng của con người. Và có một loại chiêm bao nữa, nguồn gốc thứ ba, đó là chiêm bao đến từ ma quỷ. Có những ác mộng do ma quỷ gây ra. Có nhiều trường hợp mà ma quỷ nó đã lợi dụng trong những giấc chiêm bao để đe dọa, tấn công, áp bức hoặc là lừa dối con người chúng ta. Đó là lý do tại sao mà nhiều người đã được ma quỷ nó cho biết trước những con số, hoặc là trúng số đề, hoặc là thắng cá độ, hoặc là thắng được bài bạc. Có những con ma đề mà nó cho người ta biết rất rõ, quý mà chèm. Chỉ cần ngủ một đêm thôi, qua sáng hôm sau biết được con số là số mấy. Ta nói: wow, linh quá. Hỏi
bạn cúng cái chỗ nào, cầu hỏi chỗ nào mà cho số linh thiêng như vậy. Bắt đầu chỉ tới ông thầy đó, bà kia, hoặc là đến cái mộ đó, cầu nguyện mộ đó cho. Và chúng ta biết rằng là ma quỷ nó có thể ảnh hưởng trên tâm trí con người chúng ta khi chúng ta ngủ. Dẫu rằng là Kinh Thánh không có cho chúng ta thấy được bất cứ một trường hợp nào mà ma quỷ nó đem đến cái sự lừa dối trong chiêm bao cho người chúng ta. Chỉ duy nhất ở trong Kinh Thánh có một trường hợp về ác mộng được ghi chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 19, nói về vợ của tổng đốc Phi-lát gặp ác mộng trước ngày xét xử của Đức Chúa Giê-xu. Quan tổng đốc đưa ngồi trên tòa án, vợ người sai thưa cùng người rằng: đừng làm gì đến người công bình đó, vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao. Đây là trường hợp duy nhất ở trong Kinh Thánh nói về ác mộng. Bởi vì cớ ma quỷ nó tìm cách để giết Chúa Giê-xu Christ, và nó dùng tay của Phi-lát để mà xử Chúa Giê-xu. Cho nên ma quỷ nó đã ảnh hưởng trên vợ của Phi-lát trong cái đêm trước ngày Chúa Giê-xu ngày chịu ổng đinh. Cho nên là trong cái đêm đó bà đã không thể ngủ được và bà bị đau đớn, bà gặp ác mộng và ma quỷ nó khuấy khuất bà trong chiêm bao. Cho nên bà đã ra ngăn cản Phi-lát rằng là đừng có đụng đến người đó, bởi vì tôi hôm qua tôi không ngủ được và gặp ác mộng vì cớ cái sự xét xử này. Đó là cái trường hợp duy nhất gặp ác mộng ở trong Kinh Thánh đã được ghi chép đến. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều ác mộng mà ma quỷ nó gây ra cho con người chúng ta. Đúng không ạ? Có những trường hợp đó là trong những ngày gần đây thì tôi đã nhận những cái lời yêu cầu cầu nguyện cho những người đã có gia đình rồi, nhưng mà họ vẫn gặp những cái tà linh ma quỷ y như là một người nam hoặc là y như là một người nữ ăn ở với họ trong chiêm bao nguyên mà chẹt. Có trường hợp đó là người ta không biết tại sao mà ma quỷ nó đến ăn ở mình như thật trong ngay chiêm bao nguyên mà chẹt. Và vừa rồi thì tôi đã giúp đỡ cho một người chị em. Người chị em này nói rằng là cứ vài ba ngày thì em lại bị quấy rầy bởi cái hình người nam đó, và em nói cầu nguyện em cố gắng đuổi nó đi thì một vài ngày sau nó lại xuất hiện nữa. Và thế là tôi không vội để tôi cầu nguyện cho người nữ này, và tôi phải ngồi tôi phân tích xem có rằng là cái nguồn gốc của cái sự việc nó xảy ra từ đâu. Không phải tự nhiên ma quỷ nó có thể đi vào trong con người chúng ta một cách gọi là vô lý bất hợp pháp với mài che. Nó luôn luôn có những cánh cửa, luôn luôn có những lý do. Không phải tự nhiên mình ra đường ma quỷ thấy mình ngon lành là nó xơi mình quyên mài che, nhưng phải có một lý do nào đó. Và trong những trường hợp mà những cái linh gọi là linh người vợ âm phủ hoặc là người chồng âm phủ, gọi là linh cõi âm đó quý vị, ở trong dân gian người ta gọi là mắt đằng dưới, tức là cái người đó tối nào cũng nằm mơ thấy có một người đến ăn ở với mình y như là vợ hoặc y như là chồng thật sự, thì luôn luôn có những cái nút thắt ở đằng sau vấn đề đó. Thứ nhất có thể là khi còn bé đã bị lạm dụng hoặc là bị cưỡng hiếp, hoặc là khi lớn lên rồi có những mối quan hệ sai trật với ai đó. Và khi chúng ta biết được nguồn gốc của vấn đề thì chúng ta hãy hạ mình xuống ăn năn xưng ra trước bà Chúa, và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành cái việc chúng ta công bố để cắt đứt tất cả những dây chói của ma quỷ trên đời sống của chúng ta. Hãy đuổi nó đi ra khỏi đời sống của chính mình, thưa quý mài chè. Nếu chúng ta ngủ không ngon mỗi buổi tối và chúng ta bị quấy rầy bởi những tà linh ma quỷ thì chúng ta hãy nhân danh Chúa Jesus để quỷ phá nó, đuổi nó đi. Có một số giáo phái Tin Lành họ không chấp nhận điều này, bởi vì họ cho rằng là ma quỷ không thể ảnh hưởng trên tâm trí của một người bình thường được. Và có những sự dạy dỗ cho rằng là tất cả mọi chiêm bao đều đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong cái trường hợp mà người ta nhìn thấy ma thấy quỷ thì chúng ta biết rằng điều đó không đến từ Chúa. Đúng không ạ? Cũng giống như là tiên tri, không phải là tiên tri nào cũng đến từ Chúa. Nó có những cái sự thần cảm giả mạo hoặc là có những cái bàn tay lông lá của ma quỷ đứng đằng sau những sự việc như vậy. Rồi có khi là người ta đã kết ước với lại những tà linh của sự chết mà không biết, và những giao ước đó nó trở thành những cánh cửa để ma quỷ đi vào trong đời sống của người đó. Ở trong Kinh Thánh sách Ê-xê-chiên đoạn 14, Ê-xê-chiên đoạn 14 từ câu 3 cho đến câu 5 chép rằng là: hỡi con người, những cái này mang thần tượng mình vào trong lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác mình làm cho pháp phạm. Vậy ta há để cho chúng nó câu hỏi ta một chút nào sao? Cho nên hãy nói cùng chúng nó mà bảo rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy, hễ người nào trong nhà Israel mang thần tượng mình vào lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác mình làm cho pháp phạm, nếu người ấy đến cùng kẻ tiên tri thì ta Đức Giê-hô-va chính ta sẽ trả lời cho nó y như thần tượng đông nhiều của nó, hầu cho ta bắt được nhà Israel trong chính lòng nó, vì chúng nó nhân thần tượng mình mà xa lạ ta. Vậy thì có những người họ đã mang thần tượng, hoặc là họ đã đem cái tội lỗi của tà thuật đồng bóng bói khoa vào trong đời sống của họ, và Chúa Ngài sẽ hành động bởi vì cơ hội cho phép điều đó. Đôi khi trong cuộc đời của chúng ta đã rước vào trong chính mình những cái sự ô uế, những tội lỗi, hoặc là những bùa chú, những cái giao ước chết chóc đối với ma quỷ, đi coi bói hoặc là đi coi đồng bóng, rồi liên hệ với người đã chết.
Còn những giao ước trong lời nói hoặc là trong những tín vật thì chúng ta cần phải ăn năn và quỷ phá tất cả những cái thần tượng đó quý mài cha. Bởi vì nếu thần tượng nó còn ở trong lòng của chúng ta thì ma quỷ nó sẽ cứ hợp pháp đi vào trong đời sống của chúng ta, nó đi vào trong chiêm bao của chúng ta. Và do đó có nhiều trường hợp đó là người ta thấy linh hồn của ông bà, cha mẹ, tổ tiên ở trong gia đình đã khuất rồi mà hiện về báo mộng hoặc là nói chuyện ý như thật vậy đó. Có trường hợp kia trong gia đình của tôi là có người đến hội thánh, chúng ba mẹ của chúng tôi đem đến hội thánh để mà nghe lời của Chúa. Và trong đêm đó thì cái người này đã bước lên để cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Nhưng mà trong đêm đó khi mà về đến nhà quý mài chèm thì cái người này nằm chiêm bao và thấy chồng của mình về nói rằng là tôi không cho phép bà theo Chúa. Bà mà theo Chúa tôi bẻ cổ bà. Bà này bà sợ quá, thức dậy nói với ba mẹ tôi rằng là thôi bác không có theo Chúa đâu, tại vì tối qua ông về ông báo mộng ông nói hả tôi mà theo Chúa đó là ông bẻ cổ tôi. Và chúng tôi lúc đó còn non trẻ chưa có biết nhiều lời Chúa cho nên là chúng tôi đã cố gắng hết sức để mà khuyên mời người này theo Chúa, nhưng mà sau đó thì người đó đã thôi lui và không theo Chúa nữa. Nhưng cho đến bây giờ thì chúng tôi biết qua lời của Chúa rằng là ma quỷ nó có thể ảnh hưởng trên một con người nếu người đó đã từng có những giao ước, nếu thương nhớ người đã khuất mà đi coi bói hoặc là hỏi đồng cốt đó quý vị. Thì chính những cái đồng cốt, những giao ước đồng cốt đó nó sẽ khiến cho tà linh của sự chết nó giả dạng người thân của chúng ta và nó sẽ cứ lừa dối chúng ta và hợp pháp. Nó làm ý như thật vậy đó quý vị. Nó giả dạng người thân của chúng ta để điều khiển chúng ta. Hoặc là nó nói rằng là dưới đây lạnh quá, đói quá, không ai cúng hết. Giờ nếu bà thương tôi, bà cúng cho tôi nải chuối hoặc là cúng cho tôi heo gì đó. Quý mà cho em ơi, đó là những cái điều mà rất là dễ khi mà đời sống của chúng ta có giao ước với ma quỷ. Cho nên để một người được tự do ở trong hành trình theo Chúa, người đó cần phải cắt đứt tất cả mọi giao ước mà mình đã từng thiết lập với ma quỷ trước đây. Bởi vì nếu những giao ước đó nó không được giải quyết thì người đó sẽ giống như là một con chiên đang bị cột trói ở trong những cái sợi dây vô hình tối tăm của ma quỷ. Và người đó nói rằng là ô, theo Chúa không được rồi, theo mấy người đã chết đó thì thấy có vẻ ổn hơn, theo Chúa nó bẻ cổ tôi. Quý mà chị em ơi, chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta không có lời của Chúa thì chúng ta rất là dễ bị ma quỷ lừa dối. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người họ đã bị lừa dối bởi ma quỷ, bởi vì tin rằng là tổ tiên ông bà của mình vẫn còn đang sống và đang phù hộ cho mình. Nhưng mà câu hỏi đặt ra đó là nếu là ông bà tổ tiên hoặc là ngay cả người vợ người chồng đã khuất của chúng ta, khi còn sống họ yêu thương chúng ta thì tại sao, lý do gì khi đã chết rồi linh hồn họ lại bẻ cổ mình nếu mà chúng ta không làm theo đúng ý của họ? Người ta dùng cái từ cô hồn cách đảng, nhưng mà thật ra thì chúng ta thấy rằng là con người chúng ta không bao giờ làm những cái chuyện mà giết người thân của mình hoặc là bẻ cổ con cháu nếu mà chúng nó không có làm theo ý của mình, đúng không ạ? Nó không phải là ông bà cha mẹ của mình, nhưng mà đó là tà linh ma quỷ đến để cướp giết và hủy diệt. Còn Chúa Giêsu đến để ban sự sống cho chúng ta. Đức Chúa Trời không bao giờ bẻ cổ ai cả quý mà cho em. Người ta theo hay không theo đó là quyền tự do của người ta. Nhưng ma quỷ thì nó khác. Không theo nó sẽ bẻ cổ. Không theo nó sẽ giết người ta. Nó sẽ tìm cách đàn áp khủng bố và đe dọa người ta quý mà cho em. Đó là công việc của ma quỷ. Ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta không bao giờ làm công việc đó cả. Amen. Cho nên ông bà cha em ơi, chúng ta cần phải nhận biết được cái công việc của ma quỷ. Và khi chúng ta đối diện với những ác mộng đến từ ma quỷ thì chúng ta phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, đuổi nó đi ra khỏi đời sống của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi, bước cuối cùng, cái điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cho quý bà chị em đó là giải nghĩa chiêm bao. Nếu chúng ta nhìn thấy một chiêm bao thì chúng ta cần phải có bốn câu hỏi như thế này. Câu hỏi thứ nhất đó là chiêm bao này nói về ai hay là về việc gì? Đây là câu hỏi đầu tiên chúng ta phải đặt ra. Có phải chính mình là nhân vật chính ở trong chiêm bao đó hay không? Hay là chiêm bao đó nó liên quan đến ai ở trong gia đình hoặc là trong những người xung quanh của chúng ta? Nếu trong chiêm bao đó chúng ta thấy chính mình thì chúng ta biết rằng là mình là người nhân vật chính. Hoặc là chúng ta nhìn thấy một ai đó trong chiêm bao đó thì chúng ta có thể biết rằng là Chúa ngày đang chúng ta thấy hoặc là quan sát một cái sự việc hoặc là chúng ta đang cưu mang cho những người đó. Chúng ta nhìn thấy được những cái sự việc nó xảy ra và nó không liên quan đến chính mình mà nó liên quan đến người mà chúng ta nhìn thấy ở trong chiêm bao. Hoặc là chiêm bao này nói về lĩnh vực nào trong đời sống của chúng ta? Thường thì chiêm bao về chính mình sẽ có những người khác hay là nơi chốn liên quan tới gia đình, sở làm hay là hội thánh. Nếu chỉ một mình không có ai khác trong chiêm bao thì chiêm bao đó đa phần là về chính người nằm mơ hay là khía cạnh nào đó trong đời sống của người ấy. Rồi thứ hai, câu hỏi thứ hai đó là chúng ta cần phải hỏi rằng là chiêm bao ấy là tốt hay là xấu.
màu sắc trong chiêm bao đó là màu sắc sáng hay là màu sắc u tối ảm đạm. Điều này sẽ cho chúng ta biết được giấc mơ từ nguồn nào đến. Nếu đến từ Đức Chúa Trời thì nó sẽ mang màu sắc của sự sáng láng, bình an và sự sống của Chúa. Còn nếu đến từ ma quỷ thì nó sẽ mang màu sắc u tối, ảm đạm, buồn bã và chết chóc. Nhưng mà cũng có những trường hợp ngoại lệ, đó là có những chiêm bao nó mang màu sắc u tối, nhưng mà Chúa Ngài dùng cái chiêm bao đó để tỉnh thức chúng ta về một cái sự kiện hoặc là một cái biến cố nào đó, nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta. Chúa báo trước về một cái tai nạn nào đó hoặc là một cái gì đó nó không tốt chúng ta. Thì trong những trường hợp như vậy, chúng ta cần phải cầu hỏi Chúa. Chúng ta hãy cầu hỏi Chúa. Bởi vì chính chúng ta là người được Chúa ban cho chúng ta chiêm bao, thì chúng ta trước hết hãy cầu hỏi Chúa. Chúa ơi, cái chiêm bao đó ý nghĩa là gì? Rồi sau đó Chúa sẽ bày tỏ với chúng ta. Còn nếu chúng ta vẫn chưa nhận được cái sự bày tỏ của Chúa trực tiếp, thì chúng ta hãy tìm đến với những mục sư, với những người có cái ơn giải chiêm bao. Và trong Thánh cho chúng ta thấy được có những người như là Joseph hoặc là Daniel là những người có cái ơn giải nghĩa chiêm bao. Và những người đó là những người đã hoạt động ở trong triều kích tiên tri, trong triều kích tiên kiến. Họ có thể nhìn thấy chiêm bao, khải tượng và những sự hiện thấy đang khi thức hoặc là đang khi ngủ. Và chúng ta biết rằng là Daniel cũng là một trong những nhân vật xuất sắc ở trong cái lĩnh vực giải nghĩa chiêm bao. Ông giải nghĩa một cái chiêm bao mà phải nói là trong thời bấy giờ. Nếu bây giờ chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng là cái ông vua Nebuchadnezzar trong Daniel đoạn 2 đó, ông cắt cớ lắm. Tối hôm đó ông ngủ mơ thấy một cái chiêm bao đó, mà ông sáng ông dậy ông nói: bây giờ ta bắt tất cả những bác sĩ, những cái người mà giỏi nhất ở trong nước của ta phải nói ra cái chiêm bao mà ta nhìn thấy trong tối hôm qua, và giải nghĩa cho ta biết được ý nghĩa đó là gì. Thế là tất cả những bác sĩ và những người giỏi nhất ở trong vương quốc thời bấy giờ nói: vua nói cái chuyện này là không ai làm được hết á. Làm sao mà có con người nào, thậm chí là vua chúa cũng không ai có thể biết được vua đã nhìn thấy cái chiêm bao gì. Ông vua nói: bây giờ ta chém đầu hết tụi bay, nuôi tốn công, tốn cơm, chém hết luôn. Và thấy là trong đó có Daniel và ba người bạn của mình. Daniel khi thấy cả xứ đang xào xáo như vậy đó, thì Daniel hỏi Arioch rằng là: ủa, cái chuyện gì xảy ra vậy? Thế là Arioch đã nói rằng là: tối hôm qua ông nằm mơ ông thấy cái chiêm bao như vậy, bây giờ ông bắt người ta phải kể là cái chiêm bao của ông. Ông quên cái chiêm bao đó. Tại vì nếu mà ông còn nhớ cái chiêm bao đó thuật ra cho mọi người thì mọi người có thể giải mộng cho ông được. Đằng này ông quên mất tiêu luôn đó, là cái sự đó ra khỏi ta rồi. Thế là Daniel nói: khoan, hãy nói vua cho ta một ít thời gian để ta cầu nguyện với Chúa, ta sẽ giải quyết cho. Thế là Daniel nói với ba người bạn của mình là: bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa thương xót, bày tỏ cho mình biết được cái sự việc đó là gì. Và khi mà Daniel cùng với ba người bạn của mình quỳ gối tại phòng để cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Daniel trong cái đêm đó. Daniel đã cảm ơn Chúa và ông đã nói rằng là: ô, tuyệt vời quá, Chúa Ngài tuyệt vời. Tôi xin đọc những lời của Daniel đã nói thế này: chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ vào lập các vua, ban sự khôn ngoan cho kẻ khôn ngoan và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng. Chính Ngài tỏ ra những sự sâu xa kính nhiệm, Ngài biết những sự ở trong tối tăm và sự sáng ở với Ngài. Daniel đoạn 2 từ câu 21 cho đến 22. Và khi mà Daniel bày tỏ về cái pho tượng đầu bằng vàng, rồi ngực bằng bạc, rồi hông và vế thì bằng đồng và chân thì bằng sắt như thế nào đó, và giải nghĩa cho những cái hình ảnh đó tượng trưng cho những vương quốc, những thời kỳ sắp sửa sẽ đến, thì Kinh Thánh nói rằng là ông vua Nebuchadnezzar đó quý vị, ông đứng ra khỏi cái ghế của ông, cái ngai vàng của ông, và ông lại Daniel. Chúng ta thấy không ạ? Khi mà Đức Chúa Trời Ngài ban ơn cho tôi tớ của Ngài, thì những cái chiêm bao, những cái sự gọi là kinh nghiệm đó quý vị, không ai biết hết, người đó biết và người đó được tôn cao. Vậy thì chúng ta thấy rằng là lĩnh vực chiêm bao nó có một cái phước hạnh, đó là nó sẽ đem đến một cái sự tiên tri hoặc là những cái sự bày tỏ kinh nghiệm mà nó sẽ khích lệ cho đức tin của nhiều người. Xin Chúa Ngài cho hội thánh của chúng ta cũng có những người giống như Daniel vậy đó quý vị. Amen. Và tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài dấy lên trong hội thánh Việt Nam của chúng ta có những người có cái ơn giải mộng, và những người đó có thể được Chúa đặt để trong môi trường của chính quyền để giúp đỡ cho những người có cái vị trí cao trong chính phủ Việt Nam của chúng ta. Đôi khi thủ tướng hoặc là chủ tịch nước họ có những cái chiêm bao nào đó mà Chúa ban cho, và họ rối trí, họ không biết phải xử lý như thế nào hết, thì chính hội thánh của Chúa sẽ có những người có cái ơn giống như Daniel để giúp cho đất nước Việt Nam của chúng ta được thay đổi và được phước. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng là ơn của Chúa ngày hôm nay vẫn còn, thưa quý mài chị em. Ở trong công vụ đoạn số 2 câu số 17 chép rằng là Đức Chúa Trời phán: trong những ngày sau đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt, con trai và con gái ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ coi chiêm bao. Cái từ già cả ở đây không có nghĩa rằng là một người lớn tuổi quý mài chị em,
Nhưng mà cái từ già cả ở đây nói về một người trưởng lão có kinh nghiệm lâu năm theo Chúa và có nhiều cái sự trải nghiệm ở trong ân tứ thánh linh của Chúa. Và chính những người đó sẽ được Chúa bày tỏ cho những chiêm bao, những sự hiện thấy, để qua đó mà công việc Chúa sẽ có một cái hướng đi phước hạnh và kết quả trong ơn của Chúa. Kinh Thánh cũng có nói với chúng ta về sứ đồ Phao-lô khi mà ông nhìn thấy một cái người ở Macedon kêu cứu, hãy qua đây giúp đỡ chúng tôi. Thì Phao-lô đã tìm cách để qua Macedon để truyền giáo và mở hội thánh của Chúa tại đó. Công việc của Chúa sau đó được phát triển qua cải tượng như vậy. Tôi tin rằng là trong thời Tân Ước chúng ta đây, ơn giải nghĩa chiêm bao và những sự hiện thấy vẫn còn. Amen. Trong mùa Giáng sinh này tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài đổ thân của Ngài đầy dẫy ở trên tấm lòng của chúng ta, để chúng ta có thể nhìn thấy những hướng đi mới, những cái kế hoạch, những công việc mới mà Chúa Ngài sẽ mở ra chúng ta ở trong năm sắp đến. Amen. Có quý mài cho em. Tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta có những khải tượng, khải thị. Đang khi chúng ta nằm ngủ hoặc là chúng ta đang nghỉ ngơi thì những sự hiện thấy của Chúa sẽ đến với linh hồn của chúng ta. Và chúng ta sẽ được phước và chúng ta sẽ được kết quả qua những sự hiện thấy đó. Cảm ơn Chúa. Xin kính mời quý vị cùng nhau đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện để chúng ta kết thúc lời của Chúa ở đây. Cảm ơn Chúa bởi vì tình yêu của Chúa dành cho mỗi đời sống của chúng con. Cảm ơn Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là đấng khôn ngoan, giàu có và Ngài có sự mưu luận. Hôm qua, hôm nay cho đến đời đời Ngài không bao giờ thay đổi. Lạy Chúa, Ngài đã từng bày tỏ cho những đấng tiên tri trong đời xưa thế nào, thì xin Chúa Ngài cũng tiếp tục đổ đầy ở trên chúng con thân của Ngài, để chúng con cũng có thể hoạt động và bước đi ở trong những chiều kích tiên kiến, ở trong chiều kích của tiên tri, ở trong chiều kích của những sự hiện thấy và khải tượng của Chúa. Ở trong những ngày sau rốt này, xin thân của Chúa Ngài đổ đầy ở trên chúng con, để chúng con có thể kinh nghiệm được những cái chiêu kích mới mẻ ở trong lĩnh vực chiêm bao, ở trong ơn của Chúa. Xin Chúa Ngài khai mở tâm trí của chúng con, để tâm trí của chúng con được mở ra, để chúng con sẵn sàng để đón nhận, để lắng nghe những lời phán dạy của Chúa ở trong tấm lòng của chúng con, đặc biệt là trong những giấc chiêm bao. Xin Chúa cho chúng con có một sự khôn ngoan để chúng con phân biệt được nguồn gốc của chiêm bao đến từ đâu, từ Chúa hay là từ con người, hoặc là từ nơi phía ma quỷ. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài cho chúng con có sự bước đi một cách khôn ngoan và cẩn trọng ở trong đời sống của chúng con. Và chúng con cầu nguyện cho những ông bà chị em con là những người đang gặp ác mộng, đang bị quấy khuất bởi ma quỷ ở trong một buổi tối. Có những ác mộng làm chúng con bị mất ngủ, sợ hãi, lo lắng, hoang mang trong danh Chúa Jesus, nó phải rơi xa khỏi chúng con ngày hôm nay. Những quyền lực tối tăm của ma quỷ nó phải chấm dứt công việc của chúng nó trên tâm trí chúng con, để chúng con được bình an, được khỏe mạnh và được ăn ngon ngủ yên ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa bởi vì sự ban cho của Chúa không xiết kể cho đời sống chúng con. Xin Chúa tiếp tục chăn dắt và Ngài dẫn đưa chúng con vào trong một chiều kích tươi mới hơn, bình an hơn, đầy dẫy phước hạnh hơn. Đó là chúng con sẽ có thể lắng nghe, có thể nhận lãnh được những chiêm bao mà Chúa ban chúng con. Cảm ơn Chúa, xin phán dạy với chúng con qua lời của Ngài và cũng như qua những giấc chiêm bao nữa Chúa ơi, để chúng con thấy rằng là Chúa của chúng con thật tuyệt vời. Ngài có rất là nhiều cách để có thể phán dạy với chúng con. Xin chớ để chúng con xa vào trong những sự cám dỗ, nhưng mà xin Chúa cứu chúng con ra khỏi những hoạn nạn, những sự dữ qua những chiêm bao, qua những sự hiện thấy và khải tượng của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài bởi vì tất cả mọi sự mà Chúa đã bày tỏ với chúng con qua lời của Ngài buổi sáng này. Chúng con ngợi khen Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.